Thưa quý vị, trong 9 tháng tới đây, Việt Nam sẽ triển khai tiêm chủng khoảng 150 triệu liều vaccine COVID-19 cho nhân dân cả nước. Đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử nước ta vừa được Thủ tướng Chính phủ phát động. Điểm mới của chiến dịch tiêm chủng lần này là các điểm tiêm sẽ được kiểm soát chặt chẽ trên hệ thống điều hành tiêm chủng online và người dân có thể chủ động đăng ký tiêm chủng. Sáng ngày 10 tháng 7, Việt Nam chính thức phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Nước ta dự kiến tiêm cho khoảng 75 triệu người với trên 150 triệu mũi tiêm vào nửa cuối năm 2021, đầu năm 2022. Sự kiện tiêm chủng lớn nhất lịch sử này có ý nghĩa quan trọng, khẳng định thông điệp quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước cùng toàn thể nhân dân Việt Nam trong kiềm chế đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân và đưa đất nước trở lại bình thường để phát triển theo mục tiêu của Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Chiến dịch tiêm chủng lần này có nhiều điểm mới so với các chiến dịch tiêm chủng lần trước. Chiến dịch huy động tổng lực các lực lượng với hàng chục nghìn cơ sở y tế, hàng vạn cán bộ y tế và các lực lượng khác trong cả nước, trung ương và địa phương, gồm cả lực lượng dân y và quân y, cả công lập và tư nhân. Chiến dịch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng với việc đưa vào sử dụng sổ sức khỏe điện tử để quản lý quá trình tiêm chủng của từng người dân. Với tầm nhìn xa và giải pháp căn cơ để đưa đất nước thoát khỏi dịch bệnh, Đảng và Nhà nước đã quyết tâm thực hiện chiến lược vaccine. Chiến lược vaccine tập trung vào các nội dung chính bao gồm nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu để sản xuất và phát triển vaccine trong nước nhằm chủ động và tiêm miễn phí vaccine cho nhân dân. Để thực hiện được việc đó, trong thời gian vừa qua, đất nước đã tập trung tổng hợp nhiều biện pháp như tăng cường đàm phán ngoại giao, huy động tài chính để mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất vaccine. Sự ra đời của quỹ vaccine phòng chống COVID-19 đã nhận được sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước, kiều bào ta nước ngoài và cả bạn bè quốc tế, thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc chống đại dịch. Tính đến nay, quỹ đã nhận được hơn 8.000 tỷ đồng và đang sử dụng để mua vaccine phục vụ nhân dân. Hiện việc chuyển giao công nghệ nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước cũng đang đạt được những bước tiến rất tích cực tiềm năng. Theo số liệu của Bộ Y tế, hiện đã tiêm chủng được khoảng 4 triệu liều vaccine. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, chiến dịch lần này có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng tại Việt Nam, có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ Y tế, Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông và Giao thông Vận tải, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các bộ ngành khác. Ban chỉ đạo chiến dịch được thiết lập để xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai trên quan điểm tiêm nhanh nhất, nhiều nhất, rộng nhất, đảm bảo an toàn, hiệu quả, công bằng và công khai. Lần này, chúng ta đặt cái mục tiêu là an toàn tối đa cho tất cả những cái người mà được tiêm chủng. Với một cái khẩu hiệu là tiêm tới đâu thì an toàn tới đó. Chúng ta tổ chức khám sàng lọc, thế rồi chúng ta theo dõi giám sát chặt chẽ những người sau tiêm. Chúng tôi thành lập một cái tiểu ban về giám sát chất lượng tiêm chủng lần này, đã mang tính độc lập một cách tương đối để làm sao chúng ta giám sát được toàn bộ cái quy trình vận chuyển, bảo quản, thế rồi quy trình tổ chức tiêm chủng được đúng theo quy định và đảm bảo chất lượng ở mức độ rất là cao. Thì đây là những cái điểm cơ bản trong cái chương trình lần này với một cái phương châm là làm thế nào để có cái vaccine nhiều nhất, nhanh nhất, an toàn nhất cho người dân. Bộ trưởng cũng kêu gọi toàn thể người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện phòng chống dịch, xác định việc tiêm chủng không chỉ là quyền lợi trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng đất nước.